Tết dương lịch nha cả nhà, Tết Tây của mình. Hôm nay gia đình mình ở bên Thụy Điển là tổ chức một buổi tiệc ăn cúng. Và nhà mình hôm nay nấu cơm tấm nha gia đình, ăn chung với sườn. Cái này là chả gà nè, gia đình đó, trứng ốp la nè, canh nè, có thịt dăm bông nữa đó. Này đây là trái nước mắm hành kỳ nè cả nhà, ngon lắm. Ăn cơm nước tấm mắm này, nước mắm gia truyền của bà Ngọc Vi Lốc đó nha. Dạ, ăn cơm tấm không có nước mắm là coi như thua. Còn đây nữa, qua wow, một chén mỡ hành thơm ngon luôn đó. Rồi hôm nay là ăn tiệc đầu năm ha, để lấy hên đi cả nhà. Đầu năm bữa đầu tiên là mình ăn tiệc phải hoành tráng, phải ăn no nê đầy đủ ha, để suốt năm mình cũng được ăn no nê đầy đủ nha. Đây là nguyên một dĩ chả hấp này là gia đình thơm, thơm mùi trứng quá cả gia đình ơi. Dạ mà đại gia đình cùng nhập tiệc với gia đình của tụi em nha. Bây giờ em sẽ chuẩn bị chút xíu chuyện xong rồi bắt đầu mới nhập tiệc. Ngày đầu tiên của năm nha cả nhà ha, ăn hoành tráng vô. Ngày đầu tiên của năm 2023 ăn hoành tráng vô là coi như là cả năm mình đều được ăn hoành tráng no nê đầy đủ rồi, cả nhà rồi, nha. Gia đình ăn cái chén mỡ hành, múc mỡ hành cho mấy đứa đi chá. Dạ em cắt cả tay dĩ chả. Mời cả nhà cùng tụi em dùng bữa nha. Dạ ai muốn ăn cà chua dưa leo thì lấy cho tụi con. Có thịt nguội đó, có món xào, tôm xào. Hôm nay em chả nè, mà cắt chả ra, đây đủ món ăn ngon cả nhà ha. Hôm qua tụi em đi ăn ở Thái Lan, dạ với lại đi coi bóng pháo bông. Hôm nay tụi em ăn ở nhà. Tết Tây thì điển không có nhà hàng, không có mở cửa nha đại gia đình. Tiệm tùng gì đóng cửa, chơi nhà hàng cũng đóng cửa, chợ cũng đóng cửa sớm. Nên mình phải ăn ở nhà. Hôm qua thì nhà hàng mở cửa đến 2-3 giờ khuya luôn á. Tại vì người ta ăn tiệc đại gia đình, ăn tiệc coi đốt pháo bông á. Hôm qua nhà hàng hút bạ. Còn bữa nay là cho nhân viên nghỉ với nhà để xả hơi. Hôm qua làm việc cực khổ quá mà. Giờ mời đại gia đình nha, làm một dĩa cơm tấm Việt Kiều. Đó, mở hành vô. Em thích ăn tép mỡ lắm, tép mỡ ngon lắm, thơm giòn. Giờ ăn đi chá. Rồi lấy miếng chả nha, nè đây cái chả này má mà cắt nè, tụi con có lấy thì lấy. Đó. Chả đại gia đình ơi, miếng xúc ở đây. Con miếng nha. Miếng gì? Thơm lắm, ở nhà mình làm thì nó ăn liền á, nó ngon, nó thơm. Làm nó ăn liền nó thơm lắm. Rồi chúc mọi người hôm nay ăn một bữa ngon miệng nha. Dạ lấy miếng sườn đó nè. Tụi con có sườn cây, có sườn cây, có sườn ba rọi. Đó má mặn ăn sườn cây. Giờ thêm một miếng chả gà nữa. Đó. Giờ còn thiếu gì nữa không? Thiếu ốp la, thêm một trứng ốp la nữa. Trời ơi. Một dĩa này cái đồ ăn thôi mà no mất tiêu rồi. Dạ Tết Tây á là mình mùng 1 đầu năm là mình phải ăn cho no đủ. Ăn cho đầu năm đến cuối năm thì no đủ hết. Bỏ tôm cái kia vô. Dạ, múc thêm tôm vô, đồ xào vô. Em chút rồi lấy. Rồi cha lấy giùm em đồ gấp đi cha. Dạ này nó chút mà. Đây đồ gấp đây, caramel lấy rồi. Thank you caramel man. Man. Dạ này còn man. Cái gì tối nay cứ nói tôi man hoài trời. Tôi đâu có man đâu. Dạ. Men, bình thường nha, phải man nha. Ý nó anh manly á, manly có nghĩa là đàn ông đó phải không? Nhưng mà chữ man nha, những man tiếng Việt người ta có thường dùng á, ông này ông man này, bà kia mẹ có man đó, mình khùng khùng á. Man nói lộn. Men, men chứ phải man. Manly á,
Mẹ vừa me mà vừa còn lì nữa, kêu bằng me lì. Đó, hôm nay là ai cũng có trang phục và tiệc tùng đàng hoàng ha. Dạ. Cái gì cũng có đồ Happy New Year nữa nè. Mọi người cũng có luôn, hôm nay bà nè bà. Happy New Year. Bà sắp lớn rồi và bà hơi ngượng chút thôi. Nè, trang nó tắm rồi bà cháy luôn nè. Nào, cẩn cẩn vậy con tắm của em. À, một chút của mắm mà là. À, vậy con tắm. Trời ơi, nước mắm tại ớt ngon. Con muốn lấy gì con thì mắm mà lấy cho con. Con ăn cái gì? Rồi mời đại gia đình ăn với không tắm gì kỳ thiệt chứ. Con ăn cái gì sườn này trước khi ăn cơm là phải có một chén súp, một chén canh. Ăn cơm nó mới dễ nuốt. Đại gia đình ơi. Nè, của Emily. Happy New Year. Rồi. Của Gia Thành nè. Happy New Year Gia Thành. Hi thank you mommy. Đây để từng đứa sẽ nói từng tiếng. Rồi, cái này là muốn muốn gì? Muốn muốn tiếng Sinip không? Có tám niềm phai lò. Còn phải nói tớ chè mommy. Tớ chè mommy. Rồi, what's she good? Rồi, chế Diệp là muốn tiếng gì? Tiếng Anh nè. Tiếng Anh. Chế Diệp muốn tiếng Anh có không? Rồi, chơi tiếng Anh luôn. Ai muốn thay gì mình chiều cái đó. Rồi, Happy New Year với Diệp. Happy New Year. Sắm sắm tiếng gì sắm sắm? Thái Lan hay là Campuchia? Tiếng Sanskrit cả đây. Tiếng Thụy Điển đây. Tiếng Sven cả nha. Rồi, tiếng Sven cả. God need you, sắm sắm. God need you, Victoria. Hey. God need you, mama. Thắt xuống đi kịp mami. Thắt đi xăm hả mami? Nói thắt đi xăm hả? Thắt đi xăm hả? Có nghĩa là chúc mama cũng vậy nha. Dạ, ở tiếng Thụy Điển là God need you là chúc mừng năm mới. Rồi. Mà đại gia đình ăn cơm tấm không? Em thấy nguyên một dĩa cơm tấm là em thấy ăn thật chứ ha, cơm tấm rồi cũng ngon. Thấy món cơm tấm ở Việt Nam là món ngon nhất luôn. Mày nói sao nói không bằng em làm, tại em làm nhiều liều đồ ăn quá. Chả có nhiều ăn. Ba rọi hả? Ba rọi, ba rọi. Hả? Ba rọi cái này tôm à. Tôm ăn ngon cái này. Bởi vậy xong mấy đồ ăn ăn nữa vậy. Tôm ngon. Cái gì cũng ngon á. Cái gì cũng ngon á, caramel mà. Chảy nước miếng chưa? Chảy lắm rồi, đói lắm rồi, nhưng mà phải cũng phải quay phim phục vụ cho bà con trước đã. Đầu năm mà được ăn ngon thì cuối năm cũng ăn ngon cả gia đình. Sớm từ nãy bà chưa thấy con ăn con uống Coca không vậy? Phải ăn một miếng đi. Ăn vô không? À, lấy chả cho, lấy chả cho bên đây, lấy chả cho sấm sấm kìa. Chả này nè. À, cầm viên miếng ăn luôn. Chả gà đó con. Cái này gắm vô. Đó. Ngon quá. Ngon quá. Rồi, từ từ ăn hưởng thụ đi nha. Ăn ngon như vậy, ngày đầu tiên của năm là sẽ, cả năm sẽ được ăn ngon ha. Hôm nay thiếu mà hôm nay con thiếu thiếu mà không? Hôm nay mà không được khỏe, tại hôm qua mà đi chơi khuya quá mà. Đến 1 thì mấy 2 giờ khuya mà mà. Rồi, sắm ăn cái ơi, cho bà phải coi coi. Không có mà cũng coi video. Cầu một chả lên, ăn một chả luôn. Giỏi đó. Cái căn nước là sắm sắm chưa? Hai cái chén cơm nó căng quá vậy. Căng nước mắm mặn không? Đó, nước mắm mà. Rồi, tụi con chúc mà nha. Sáng niềm phai lọt nha mà. Dạ, cung hỷ pha xoài. Dạ, chúc mừng năm mới. Sua đi phi mai luôn, cho tiếng Thái Lan luôn. Chúc mà sức khỏe dồi dào. Dạ, bạn sự như ý, an khang thịnh vượng. Muốn gì được nấy. Người lớn tuổi thì quan trọng là sức khỏe. Dạ. Người nhỏ tuổi thì quan trọng may mắn, thành công, sự nghiệp. Mom, dạ.
Vừa ăn ha, biết không ăn vừa ăn. Ăn ký thới luôn hả gia đình. Chiều rồi bên em giờ này cũng 6 giờ mấy chiều. 6 giờ mấy tối bên Thụy Điển là cộng thêm 6 tiếng đi. Là 12 giờ mấy khuya bên Việt Nam mình á. Bên Việt Nam mình là hôm nay là qua 2 Tây rồi, Thụy Điển còn đang nằm ở 1 Tây. Cách 6 tiếng, mùa đông thì cách 6 tiếng, mùa hè thì cách 5 tiếng. Thôi rồi, em cũng xếp cả nhà em ăn bữa các cơm đầu tiên nha. Bữa cơm ngon đầu tiên của năm đó cả nhà ha. Dạ, để ông để cho em để cho em cả năm cũng được ăn no đầy đủ ngon 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 lành ha. Dạ, để cho caramel man để ông ăn có sức ông quay cho mình để cho đại gia đình cùng thưởng thức ha. Dạ, thank you mọi người nhiều. Kính mời đại gia đình ăn sô cô la cùng với gia đình của tụi em. Dạ, sô cô la nó có hai lớp mà này đại gia đình. Ở đây hình như hộp sô cô la nào cũng thấy có hai lớp gì ta. Rồi tụi em vừa ăn ngon đi, buổi ăn tối cả nhà ha. Bây giờ tới giờ chán miệng. Lớp này lớp thứ hai. Cái này cũng hai lớp. Ở thì chuyện chỉ có nhiêu đó rồi cả nhà ơi. Hộp sô cô la bên đây cũng rẻ lắm nha. Chỉ có ăn thôi. Hộp sô cô la đây có hình như có mấy đô rồi trời, rẻ dữ trời, có 4-5 đô rồi. Dạ, hộp sô cô la 4-5 đô ăn đi tụi con. Rồi, uống trà ăn bánh nha cả nhà ha. Khua một hộp sô-cô-la này, coi sô-cô-la này gì trong đó nha. Bao nhiêu 300 chạc hả bao nhiêu? 300 chạc, cái gì vậy? Cái gì vậy? Bao nhiêu 300 chạc? Bao nhiêu 300 chạc? Sô-cô-la gì mình có kính dữ vậy? Sô-cô-la cũng ngon luôn. Nó có cái hình cho mình. Đây hả, làm sô-cô-la đẹp chưa ha. Đó, có bọc cho mình luôn ha. Cua ra một hộp ăn. Hôm nay mùng 1 ăn sô-cô-la cho nguyên năm ngọt ngào và pha lẫn vào cái vị đắng đắng thơm thơm nữa. Rồi, mời đại gia đình. Rồi, ta thường nói tụi Thụy Điển ở đây sau một cái mùa Noel nó chỉ có ăn với chơi không nha. Người nào nó cũng mẹp hết. Sao nó đi tập thể dục mà thôi, đi tập thể dục. Tây là mua vé đi tập thể dục. À, cho nó sung lắm mua vé nhưng tập 2 tuần cái cho nó chán à. Uống trà không con uống gì mà đại gia đình. Rồi mấy đứa, ăn bánh sô cô la nè. Có cơm và chú Cường có quà tặng cho con nữa nè. Tết nhất đến nè là phải có mấy cái này chơi cả nhà ha. Nghe. Wow, tụi con cũng đó đó, tại dữ dằn không? Nè, đứa con đấm nè. Rồi. Có cái muỗng để sẵn kìa, muỗng cạo kìa. Nè, mùi mũi. Chúc may mắn nha, gia thần. Rồi, sắm sắm tấm nè, chúc may mắn nha. Đem lên nè, đẹp với bà cho kìa. Rồi, với dịp một tấm luôn. Chúng xong trả tiền tôi lại. Rồi, thank you, cảm ơn mama. Đây, cái tôi 1 tấm nha. Cạo rồi đi, cạo luôn đi. Ai mà chúng là ai chúng nhiều tiền quá đừng có la ông sùng. 10 triệu ra đi Việt Nam nha. Chúng nhiều tiền quá đừng có la nha, nếu anh ta lợi kiếm mình á, chúng có ít thì lo được. Chắc chắn. Chúng nhiều quá là em. Thấy người nào mà em vô và đồ rồi biết. Chắc chắn là thua. Cạo giống mà anh mà không thấy vô vậy. Rồi, cái này là thua. Có muỗng này. Em vui rồi, em vui đầu năm ha. Ở giữa hai con chuột kết kêu sô-cô-la nó rồi. Rồi thua. Giữa hai con chuột nè. Cái này á được ba cái giống nhau là trúng rồi đại gia đình, được hai con chuột mà thêm một con chuột là hình như mỗi tháng là được 20 mấy ngàn, thì điển là 2000 mấy đô á, được đến hình như 25 năm á. Đó, đó khỏi đi làm rồi đó, tháng nào cũng có lương nó thẳng ăn cầu đúng không? Mỗi sống là cái ngồi cái cạo này mà mỗi. Trời ơi, giờ hai chỉ có trúng đâu, cũng giờ hai chứ sao. Con thua rồi. Thua rồi hả? Này cho vui thôi. Rồi, má mà cũng theo con. Như hai, không có trúng gì mà như hai gì trời. Cái này mua chủ yếu là để ủng hộ nhà nước Thụy Điển thôi. Mua chủ yếu vui thôi, giống như trong mấy dịp lễ lộc này kia nè. Đó, mọi người thấy không? Toàn là hai con, hai cái 60 nữa nè. Hai cái 1 ngàn. Đỡ với mày chút con. Nếu mà trúng được vô hai là gấp đôi. Đâu, mấy cái này á, mấy trò chơi lô tô ở Thụy Điển nha cả nhà. Là lò phun lửa. Ê, nó xanh trúng kìa. Bữa trúng đúng không? Xanh trúng. Đâu? Để cho bà phát coi. Ba con giống nhau. Ủa con không biết
tria kìa, biết số 10 là tria ba lần số 10 đó. Con tôi mới giỏi quá ta. Có cái mấy tuổi là nó biết chơi này. Nhân máy. Nó có ba số 10 nè. Gì mô của xe nó. Số 10 đồng. Chúng là hên rồi. Con nhân máy. Chưa nhân nè. Con nhân máy. Coi, con coi. Không, cái này không có nhân. Nhưng mà mũi sao vậy em ra em mũi? Thua hả? Thôi kệ. Cái này kêu là cái gì, đen đen bạc đỏ, đen bạc đỏ tình, hiểu không? Thư, ưu thư is biết, thư is xa lệ. Cái quà này giờ nói sao lấy cái bỏ khoái mất cười. Cái này có nhân chỉ 10 đồng thôi, có 10 đồng. Dưới đây 60. Rồi. Ủa mà có trúng không? Cái gì câu? Nếu mà trên hai 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 hai. Bye bye đại gia đình, nhớ đón xem clip tiếp theo nha đại gia đình. Rồi, chúc cả nhà. Mình. Chúc cả nhà một năm cái gì? Làm ăn phát tài ha, sức khỏe dồi dào nha. Dạ. Bạn sự như ý ha. Dạ, ai cũng khi nào cũng được sống vui vẻ và hạnh phúc. Dạ, ai cũng vui vẻ, khỏe mạnh, bình an. Chưa khui hãng sô cô la này nữa kìa. Dạ, chưa khui.